Vô. Hồi nãy nằm trong tay của Elite rồi. Hai ông kia quýnh ván ba lâu quá mọi người ơi, nên Linh ngủ quên chút xíu. Hơn là kịp, vẫn kịp dậy coi. Rồi vô cho anh có bài chọn Gam và Rainbow 7 ở ván 1. Nếu như mà trong cái cặp trận này mà ai thắng là người đó đi tiếp vào vòng thủy sĩ nha. Còn vị tướng nào để chơi đây? Sayana cho Levi, Yone một con tướng được đánh giá rất là cao ở trong cái mùa giải năm nay. Đối đầu cùng với lại Shinra. Được, kèo này Yone đánh ok nha. Kèo này lấy bước chân vẫn được, mặc dù bước chân nó bị nộp một chút xíu, nhưng mà bước chân dành cho con tướng đấu sĩ vẫn ok. Kèo này farm thì ý là bị áp lực, nhưng mà áp lực nó không nhiều mọi người. Rumble cho Kia đường trên à, bên kia có đường ra cho Phimix. Hai vị tướng tiếp theo của mình là gì? Họ chuẩn bị nhưng mà chúng ta lo. Con Rumble bây giờ bị giảm sức mạnh mọi người. Nên cái kèo Gna đánh với lại con Rumble bây giờ nó khỏe lắm. Gna bây giờ lên được cái gì thì ngưng nó là ok rồi. Để coi con này tốt nhất, MF cũng được. Biến Fortune Poppy. Với cái gì đây? Nếu đẹp thì nên là Rail cộng với Poppy thì lại hướng đến việc đó chính là di chuyển. Poppy hơi khó nè, vẫn là Poppy hơi khó nè. Cái câu chuyện bây giờ nó cũng giống với lại cái ván 1 ở trong cái trận của SHG nha. Mình thì mình đánh giá là tụi Rainbow 7 này mạnh hơn SHG. Tại vì tụi SHG mình có coi tụi nó đánh rồi và mình thấy là team fight của SHG và EG. Nhưng mà tụi Rainbow 7 này thì team fight tụi nó tốt hơn. Đánh nó cũng tự tin hơn, đánh nó cũng kiểu dạng BK tự tin hơn á, so với lại bên phía của Nhật. Nên chắc chắn đây sẽ là cái đối thủ khó cho bên phía của Gam rồi. Nếu như mà Gam đánh không kỹ á, nếu như mà Gam đánh hay ở trong cặp trận này Gam thắng 2-0 nha. Còn nếu Gam đánh dở thì Linh nghĩ là Gam thắng 2-1. Rồi ok, ban bích như thế nào đây? Ban bích đội hình của phía Gam vẫn là cái Wombo Combo, nhưng mà vẫn sẽ bị cái vấn đề đó chính là cái khả năng giao tranh như thế nào. Tại đội hình của họ đâu có hiệu không chế cứng đâu. Ý là có nhưng mà nó cần có điều kiện á. Ví dụ như là phải cần có tường để cho Elio để vai làm choáng chẳng hạn. Nên nếu như mà không có giai đoạn đi đường tốt á, thì hơi mệt cho bên phía của Gam ở trong ván này nha. Và chúng ta hãy đến ngay với hai bình luận viên của chúng tôi. Ok. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với diễn biến của vòng đấu khởi động. Chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi những trận đấu của nhánh thắng Vakurudo giữa Gam cũng như là Rainbow 7 đã chuẩn bị bắt đầu. Đội hình hai bên đã hoàn thiện và phải nói rằng với đội hình của Gam thì Minh Hảo, cảm giác của tôi tương tự như anh Thiên và anh Trí. Nó có hơi một chút khó khăn để phối hợp, nhưng nếu như vẫn giữ nguyên cái cách chơi ngày hôm qua thì đây là một niềm tin vẫn vững vàng dành cho Gam mà thôi. Họ muốn có sự đánh chắc chắn sẽ khó hơn. Tại sao mà họ muốn có được những sự lựa chọn mà họ cảm giác là. Còn bên phía của Rainbow 7 thì đội hình của họ có thể đánh phòng ngự phản công là tối ưu nhất với lại Rom, Ezreal. Nhìn về mặt cơ bản, Wombo Combo vẫn có điều để có thể thực hiện được nó thì nó sẽ đòi hỏi rất nhiều về kỹ năng cá nhân đến từ Yone trong tay của Imo. Nó sẽ đòi hỏi là bây giờ đi đường như thế nào đến từ Gam và cả Rainbow 7, và nếu như Gam đi đường tốt có được Linh cũng không biết là cái mức cái tuyến hiện tại nó như thế nào. Cả hai bên di chuyển với 5 người Rainbow 7 ra khu vực đường giữa. Họ đang có những cái toan tính như thế nào đây kia ba. Rồi, Wukong thì nó cũng farm, con rồng của Levi thì cũng chủ động là farm thôi. Chỉ dụ thôi, anh ta đi sát tường có một cái nhịp với cắm mắt. Khúc này thì mình sẽ coi cái vòng rừng của Levi như thế nào. Bên phía của Gam ở trong cái trận với lại SHG có một cái quyết định là buông bỏ con rồng nguyên tố thứ hai á để băng trụ đường trên đó. Mọi người cần nhớ tình huống đó. Thì cái tình huống đó là cái tình huống để cho Levi ăn mạng luôn. Và Levi xanh, Levi thật sự là rất xanh với lại con rồng ở trong cái ván trước 17 phút 2 đồ lớn. Và như vậy thì khi đó Levi sẽ gánh được cái lượng sát thương rất là nhiều cho bên phía của Gam nha. Xin nhắc lại là kèo này là một cái kèo không dễ cho bên phía của Gam Sport nha mọi người. Linh không tự tin là bên phía của Gam có thể thắng 2-0 đâu. SHG thì có thể tự tin tại tụi nó giao tranh dễ cả. Từ trên xuống dưới sẽ là cái đi đường trên. Cái quan trọng là Levi cũng sẽ không bị lo ngại lắm cái vấn đề cấp độ xấu của anh ta có thể bị ảnh hưởng một phần. Kèo đường giữa thoải mái nha, kèo đường giữa không khó nha. Kèo này thậm chí Yone đánh không bị áp lực nhiều. Đánh hồi lên cấp 4 kèo thắng đường. trong xuyên suốt cả ba ván thi đấu. Seo luôn lần có được lợi thế, thì bây giờ Seo cũng đang muốn làm điều tương tự. Cái đa quyền là không trúng, không đánh các người được. Và Easy Love ở khu vực đường dưới vẫn đang có một lượng máu rất đẹp để có thể tiếp tục gia tăng lượng chỉ số phạm của mình. Elio anh ta bán máu để rồi Levi ăn sói, càng nhanh càng tốt. Ăn 3 bãi dưới xong hướng lên cánh trên, chia cua với lại con Wukong. Vừa rồi cũng đã có thông tin đến từ Wukong rồi. Muốn làm chậm nhưng không được, đánh ngư vừa rồi quy của Seo nó không trúng. Seo nãy giờ hụt quy khá là nhiều nè. Và đó là hit bắn đầu tiên cho nên khiến cho lượng máu của xạ thủ đối. Kèo đường giữa thoải mái lắm mọi người. Yone đánh kèo này thoải mái, không bị vấn đề gì lớn. Lượng máu khá lớn cho Jimon. Nhưng cái quan trọng đây vẫn là một Yone bước chân tóc, đồng ý nó bị nớp. Nhưng về mặt chất tướng thì con Yone này khả năng lại của nó vẫn ok. Để xem khi mà cả hai rừng chạm nhau sẽ là như thế nào, nhưng mà ít nhất khu vực đường dưới thì Gam vẫn luôn giữ thế đẩy trước so với đối phương. Bot cũng đang đẩy là bắn một được hai tốt đến từ Easy Love. Easy Love càng đánh càng thấy ok vậy. Bắn một được hai mà cấu rỉa máu luôn kìa. Có vẻ như Levi có vòng đường động biến nha. Anh ta khởi đầu với là bãi sói, sau đó anh ta di chuyển xuống ăn cho mình ra ba bãi dưới và di chuyển ngược lại lên phía trên. Rồi có khoảng trống, Easy Love muốn về à? Ra pha này chưa về được á. Và có vẻ như Smith sẽ phát hiện được cái hướng di chuyển đến từ phía của Levi rồi. Easy Love về luôn hả? Còn trong khi đó thì một lần nữa chúng ta sẽ bán bánh bích quy lên một cái lưỡi hái căng dữ vậy. Lên lưỡi hái là cực kỳ tự tin nha. Rồi đường trên kia sấy Smith vừa rồi có khoảng trống di chuyển vào ha, để lại mắt cũng khá là ok. Elio đang cố gắng giữ càng nhiều lính càng tốt, không cho lính di chuyển vào trong khu vực trụ. Còn Smith đang gặp rất nhiều vấn đề. Đây đang là trong dạng quá tải. Né quy là coi như kia bắn E vẫn trúng rồi. Genny ở khu vực này đang liên tục muốn tạo ra một cái gì đó sự khó khăn. Chia kinh nghiệm hồi nãy thì Easy Love về trước, Elio đón cái lượng kinh nghiệm đó một mình. Thì bây giờ Elio về để nhường lượng kinh nghiệm cho Easy Love. Nó các hoàn toàn Smith chắc có lẽ nhưng cũng không nghĩ rằng là cái sự khác biệt của mình trên nó lại lớn đến như vậy giữa hai đội hôm qua. Đội hôm qua họ gặp hay rất tốt. Lấy được thêm miếng thời gian của Odi nữa. Như thế này canh để có thể đi về chuyển về nhà mua cho mình đó trang bị đầu tiên mới về cuồng nộ. Sẽ là ổn cho Imo khu vực đường giữa. Còn trong khi đó khu vực đường trên thì với sự hỗ trợ việc ăn cua trời đến từ Levi, thông tin có đến từ phía Game Esports giúp cho Kia Giang bây giờ tương đối là an toàn khu vực cánh trên. Mặc dù đẩy nhưng anh ta không gặp những áp lực khi tấn công vào người của Smith và tạo lợi thế bây giờ. Di chuyển về nhà mà không có dịch chuyển từ kia ra nha. Cái đội hình này của cả hai á, thì mình chỉ xét combat ở mục tiêu thôi mọi người. Để ý ở trong cái nhịp rừng của Levi và xét combat ở trong mục tiêu. Không lính đi, không lính. Còn. Trang bị rất khó, thể sau bị với lại Kia phía kia chỉ tiến. Và hãy nhìn, Smith anh ta cảm nhận được cái vấn đề khu đường cũng khá cao, bắt buộc là phải một cái áo kháng phép nếu như anh ta không muốn mình trở thành nhân như tụi tấn công. Bắt đầu có được những tín hiệu để tốt khu vực đường giữa đến từ phía của Game Esports khi mà họ. Mặc dù con Sarana ăn rồng thì nó tăng chỉ số, nhưng mà con rồng một này thì không nên ăn nha, không nên ăn sớm. Mình sẽ ưu tiên sâu. Cái lợi thế như ăn sớm đến từ Levi tích cho mình theo lượng giáp kháng phép đến từ con Sarana này. Một ván đấu mà từ nãy giờ chúng ta không phải là một chiều cái gì cả. Rồi Levi binh vào cái vị trí của Wukong Oddy cả. Ok phết. Ghé ngang ra đường giữa hít kinh nghiệm à. Tất cả các cánh đang làm tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt khu vực đường giữa Imo chưa hề gặp vấn đề dành cho Kenny cả. Ôi cua dưới nữa chứ. Cua dưới không thơm cho Levi. Bot thì đang bị đẩy ngược trở lại rồi. Bây giờ mà có cua trên á thì nó rất là ok. Từ nãy giờ Oddy di chuyển qua di chuyển lại cái chỗ gần mid để hỗ trợ và nhổ đất giúp cho con Syndra này càng khỏe càng tốt. Rồi, Levi ra đẩy phụ đường giữa hít kinh nghiệm cho Emo về luôn. Đây là nhịp di chuyển tốt cho hàng khu vực dưới. Này, Easy Love đánh càng ngày đánh càng mượt vậy. Đánh hay từ chung kết rồi. Không phải dạo này đâu, một tháng trước đánh hay rồi. Đánh rất là tốt đến từ Easy Love khi mà né cả hai cái quy đến từ cả Seo lên đến từ vừa rồi. Nếu không mất nửa lượng máu là gặp nguy hiểm. Ok. Nó sẽ mất cái thế mà. Tại cái pha này thì con cua 2 nó nằm ở dưới. Nên R7 vừa ăn cua xong rồi vừa thăm minh ăn rồng luôn. Levi sẽ ăn ba sâu ha. Pha này cua trên cho Levi thì chắc là bên phía Rainbow Seven cũng chạy lên cánh trên đó. Nếu mà con cua nó xuất hiện ở đường trên đó. Đội này cũng thoải mái mọi người. Đội này cũng thoải mái. Ba sau cũng ok. Thứ nhất Kia đang cực kỳ khỏe. Cái thứ hai, đội hình này về mặt chất tướng là chiêu cuối của họ sẽ có một sự chất lượng dựa trên cái sát thương của bản thân mình rồi. Tôi nghĩ cũng hợp lý ở thời điểm hiện tại khi mà ở cấp độ 5 như thế này. Kia để lại mắc ok quá rồi. Rất là khó để cạnh tranh với con Ezreal có khả năng tấn công liên tục tầm xa thì bạn di chuyển ở khu vực hang rồng cấp 5 đến từ con Savannah. Rồi thấy thập sụp đối phương rồi. Không phải là dễ dàng. Thì bạn đổi mục tiêu đến từ cả hai bên. Mà thấy sụp đối phương cũng không làm được gì. Farm thôi. Na cũng là một thứ để công trình rất là khỏe đến từ phía của Rainbow Seven nữa. Cho nên đây là phải đổi mình nghĩ là ok. Na nó phải lên được cái dây thủy ngân nha. Phút này thì chưa kê lên cái gì thì ngưng mới ok cho nè. Kenny đang đi tìm coi là con Yone này đi đâu. Ui, Levi có khoảng trống vào cướp rừng cơ. Nice. Nice. Một trong những cái tiền đề ok á, để cho Levi tăng tiến. Cắm con mắt vào bãi đá, cướp thêm bãi chim nữa. Wow. Cướp cho mình đó là con bùa đỏ. Và rất là tinh quán từ Levi khi anh ta biết rằng đối phương di chuyển từ khu vực nhà lên cánh trên để dọn ba bãi trên thì cái vòng rừng thông thường sẽ là ăn cho mình đó là người đá, bùa đỏ và bãi chim biến dị. Và như vậy là tiện tay cướp được coi như 1,5 đến từ phía Levi đi. Vẫn là thành công từ Levi rồi. Nó thành công ở cái mức độ như thế này. Sói chim bùa đỏ. Bùa đỏ của chính anh ta chứ không phải là sói chim bùa đỏ đá. Xong về nhà xài tiền. Anh ta không hề có bất cứ một cái thông tin gì cái câu chuyện là Levi di chuyển và đi cướp rừng cả. Chính điều này đang khiến cho đi không có pha ra đội mà anh ta sẽ không hề hài lòng với điều đó. Bây giờ thì sẽ trở về với cái nhịp farm từ cả hai bên. Như Oddy sau khi ăn rồng xong thì ta mất đó là 2 bãi bãi rừng rồi. Rồi bây giờ bên phía bên kia thì Levi anh ta ăn cho mình đó là cướp đi về xong ăn cho mình bãi sói, đúng cái vòng rừng 1 của anh ta luôn. Rồi hiện tại thì bên phía của Gam đang chinh tiền đến từ Levi, đến từ xạ thủ. Easy Love hoàn thành xong cái lưỡi hái nữa là quá tuyệt vời. Rồi cái thời điểm mà sâu 2 rồng 2 là cái thời điểm mà Gam vẫn mạnh nha. Thời điểm đó đội hình của bên phía của Gam vẫn mạnh đó. Tại bên phía của Rainbow Seven là có nước mắt của Ezreal nè. Và con Wukong nó cũng không có phải là quá nhiều đồ á. Nếu như thời điểm đó mà bên phía của R7 mà đánh giao tranh, quyết định là đánh giao tranh, họ đánh thua thì Gam sẽ thắng trận này. Đâu xác suất họ thua cũng cao lắm mọi người. Trừ khi Gam team fight hụt chiêu thì không nói. Chứ mà những cái chiêu cuối làm mềm của Kizaza xong rồi cả Easy Love nữa. Oddy lạc lối kìa. Không sao, pha này chiêu chiêu kìa, không sao. Và nếu như chú khỉ này định tổ chức một pha không sợ bị đai luôn, kiểu dạng thoải mái lắm. Cắm mắt xuống là biết nè. Chưa có mắt. Không sao, Levi ở sau. Easy Love giải quyết bằng cái chiêu cuối rất đơn giản. Nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất Gam không đưa vào cái thế là đối phương di chuyển xuống một người, tại vì bây giờ bạn hãy nhìn khu vực đường giữa, Kenny để trước và lượng máu Kenny nhỉnh hơn sau là Imo, nên ở cái thế này cũng tương đối là khó mà giờ không được. Kì dạ. Rất hay đến từ phong độ của Gam cao dưới ta. Nào cả. Imo thì hứng hết, nhưng cái quan trọng hơn hết là những gì Imo đang chuẩn bị có TB mọi người. Đẹp nhất là farm cái đợt lính này ok. Xong rồi về TB chuẩn bị cho ba con sâu đợt 2. Cua trên luôn tuyệt vời. Cua thứ 3 là cua trên cho Levi. Năm ngoái 9 Gam còn loại cả Summit khỏi thế giới nữa cơ mà. Khi mà không sao. Chiêu thôi, và nó không đủ cầu giết. Gam nó đầu với team Liquid, thời điểm đó team Liquid có Summit. Smith cũng đã bị Gam lại khỏi thế giới rồi, cho nên bây giờ gặp lại thì nó không chỉ là một mối thù, là 2 mối thù ở từng phía Rainbow Seven đúng rồi. Nhưng liệu có trả được hay không, ngày hôm nay thì nghĩ rằng hơi khó trả rồi. Với hiện tại đi đường khoảng 10 phút thì Gam vẫn đang nhỉnh hơn tiền so với đối phương, và cái điều làm tốt chính là cái vòng rừng của Levi không bị ảnh hưởng cái gì cả. Đúng, đường giữa có thể gặp khó khăn, nhưng những rồi Levi về nhà lên đồ lớn luôn không? Ăn mục tiêu. Là những tình huống mà Levi đọc rất số gì? Cái quan trọng là từ để về Gasport họ luôn bước Rainbow. Những điểm chúng ta sẽ lưu ý rất nhiều tại vì nice. Rồi hết na khổng lồ của Summit. Bước vô giao tranh chỗ này thua chắc. Vô. Syndra đang nửa cây của chiều cuối nha, đang cooldown nha. Hai xạ thủ này đang kìm chân ở đường giữa rồi. Vô Kizaza bị xoáy. Không sao, chiêu. Sẽ cái bóng bên này mà từ bản chính. Rồi. Lạc mid Wukong. Và phía bên này thì sau đây người đang gặp vấn đề rất lớn, chưa cuối được bật Kizaza có thể bị kẹt lại. Oddy đang nghĩ và đang tấn công Oddy đâu phải nằm xuống nhưng cánh. Không sao nha, chiêu nha. Một bạn cho Levi. Q3 tốc biến Elio, nice. Sốc hồn giảm tiếp em ơi. Nice, lock Q3 thành công em tốc biến của Kenny. Chỉ hơi tiếc là Elio tới hơi chậm một tí xíu. 4 tốc biến của Gam được mọi người ơi. Và đó tụi R7 tụi nó quýnh là tụi nó dễ thua lắm mà. Họ mất đi 3 tốc biến. Nhưng chỉ là một điểm hạ gục mà thôi, và rõ ràng thì với khu vực trên cả hai bên rồi, như đã nói, sâu 2 và rồng 2 sẽ là cái thời điểm kiểm soát cho bên phía của Gam. Levi 1 mạng. Kizaza 2 điểm hỗ trợ vẫn ok. Yone của Emo 1 điểm hạ gục. Thơm thế nhờ. Bên kia hết flash khá là nhiều nha. ta được xem là pha tranh này khi mà khởi đầu bị dầm khúc đầu ha. Rải chiêu cuối cũng làm mềm được. W để thoát ở phía trên tường. Nhưng có vẻ như Elio và thêm cả đó là hai người còn lại là Levi không nhận ra hướng chịu Oddi. Nhưng đây là pha làm choáng ít nhất là Chiesa tóc biến để câu thêm thời gian của đối phương và ép Smith phải nhảy vào. Rồi tụi nó hết chiêu mọi người. Xong rồi Levi bây giờ cứ đánh tay khạc lửa xong mình đánh tay thôi. Rồi dám tranh chấp hủy diệt nó. Nice. Ok, dám là không pháp nè. Lì ơ. Hạt siêu nó và Oddi đang phải đứng đây chờ đợi cầu thêm. Trời ơi kỳ vậy, trời ơi cái hạt công nổ chứ kỳ vậy à. Red Bull 7 họ thành công trong thủ trận vừa rồi. Chúng ta có được rồng nhưng mất 3 để hơn cùng với tình huống vừa rồi đó là pha tranh mà Gam họ chia lẻ từng người, họ muốn tấn công vào, muốn hạ cũng thành công được. Xui cái hạt không nổ mọi người ơi, nếu mà không có hạt không nổ Levi cào tiếp luôn, cào chết luôn rồi đó. Cuối cùng đến tới Easy Love và Levi nó không đồng bộ. Má mà con bờ rông nó CC cũng nhiều phết. Nó lại không cùng nhịp với lại khả năng tấn công của Levi và người phim kia là Oddi và lên. Và cái sai lầm này cũng là sai lầm khá đắt nha. Chứ pha đó đánh thì ok rồi, đánh lưng nghĩa đánh ok. Để coi lại tình huống vừa rồi coi sao. Và cái quan trọng hết là bên phía Gasbox sẽ cần phải tìm lại được cái nhịp giao tranh đẹp của họ như tình huống họ đã làm được ở khu vực nửa cánh trên. Còn cái câu chuyện của mình trên thật ra Smith cũng đang gặp khó khăn rồi đấy, anh ta không thể nào đi lại được cái kèo thi đấu này, bắt buộc có lấy anh ta thắng luôn pha đó là. Nãy Linh có nói là hai pha giao tranh ở sâu 2 với lại rồng 2 tụi Rainbow Seven mà tụi nó đánh là tụi nó thua luôn ván này á. Nhưng có những cái thông tin rằng má xui quá trời, thằng nào cũng chấm máu á. Bây giờ xe không có tốc biến lên, không có tốc biến thì sẽ có cơ hội tấn công dành cho phía Gammy Sport. Levi đơn giản chỉ cần ăn một mạng, hai mạng hạ gục thôi trong pha này thôi. Ria không điều khiển được. Smith làm pha khéo quá. Đợi choáng lóc Q3 cào. Nhưng bị tách ra một cái hạt không nổ này khiến cho tình huống mà bị chia nhau ra hoàn toàn nhưng bị thiếu hụt đi đến từ bên phía của Gam. Bạn hãy nhìn trời Easy Love đẩy cái chìa cuối mình kìa, không thôi Levi có được điểm hạ gục rồi, cay thật, dễ ăn dễ trúng thưởng. Còn trong đó phía bên này thì Rainbow Seven họ sẽ muốn trao đổi cái trụ ở khu vực dưới cho bên phía của Gam, họ có thể sẽ muốn có thêm con xe cái nứt, nhưng nếu như mà họ có được con xe dài cái nứt mà mất cái trụ hai đường dưới thì không hội tranh cướp rồng của họ hơi mệt. Seo đang chạy xuống hỗ trợ, Smith đã sẵn sàng với con đà khổng lồ. Một pha ra Rainbow Seven và lướt lên đến Seo, Seo sẵn sàng với cái năng quy tiếp theo nó không trúng nào Leo và chính tình huống đó đã khiến cho Seo phải trả giá bằng nửa cái bóng phải chân mình. Busan đang và Seo đang cầu với lùi. Cái gì cũng công đánh nó. Elio làm pha rờ hay nha. Vậy thôi. Smith không flash. À, chúng đá rồi. Tại chiếc cuối. Làm biển, Elio vẫn chạy được. Ok, nice. Lại tuyệt vời trong tình huống xử lý cuối cùng của mình. Nhá, cần liền giết khó chịu. Mà bên phía của mình không thể nào ăn được cho mình cái nước và họ phải xuống khu vực đường dưới phòng ngự với rất là nhiều người. Họ không ăn được cái trụ một đường trên luôn. Và tại vì nếu như ở khu vực đường trên thì làm sao có sát thương khu vực đường dưới để phòng ngự và tấn công mọi người của Elio nữa. Đó là phải di chuyển về từ Kenny, di chuyển của ta phải được dùng tình huống vừa rồi. Và họ cũng mất rất nhiều công cụ nha, Oddi mất chiêu cuối, lên cũng mất chiêu cuối tình huống vừa rồi. Linh mời mọi người ăn trái cây nha. Ăn miếng thơm nha. Không vừa trên và anh ta vẫn đéo không vừa trên được. Như vậy thì nhìn chung mặt kinh tế vẫn đang nhỉnh hơn 1.200 tiền so với lệnh phía của Game Sport, mặc dù họ thu 2 điểm hạ gục. Nhưng cái chúng ta có chính là cân bằng về lượng rồng và đó là 6 sau hư không cho Gam, sức mạnh để trụ rất là khỏe từ Gam. Một ván thi đấu vẫn đang vô cùng, nghĩa là thắng luôn luôn trong những thế năm 10. Rồi để coi tiếp theo như thế nào. Cánh của con Yone bây giờ khỏe lắm mọi người. Ok lớn đấy. Tại vì chúng ta cũng đã thấy thời điểm khi một con Yone đã có về cuồng nộ, thời điểm khi Yone đã có được cái gươm si vong. Bây giờ chắc là để cho Yone của Emo được farm thêm một xíu nữa. Emo nhiều đồ khỏe lắm. Kiểu có thể cân hai được á. Hai thành viên bên cánh với lại rừng của phía Rainbow Seven được á. Đấy là con Shinra khá là khỏe. Không được. Anh ta vẫn sẽ phải đợi cho cái đợt lính sau. Trời ơi, trụ 2 còn siêu máu vậy. Vô. Rất mỏng nó đằng khác. Và Emo đang quyết định là lấy Smith trước rồi lấy cái trụ sau. Anh ta Quy vừa rồi không trúng nhưng Smith cũng đang mất máu trượt rồi. Má chém tay. Ba Q3 trượt, đâm Quy vừa rồi cũng trượt nhưng mà máu mất rồi, con Yone nó mạnh. Quy để có thể ké được con lính đó. Và Emo đợt vừa rồi cũng đánh được con Yone nữa ha. Để cho mục đích là ôm cái đam của trụ và cuối cùng họ được cái trụ một khu để giữa. 3 trụ trên toàn bản đồ nhỉnh hơn cho Gam Sport. Và mở ra khoảng tầm nhìn rất là lớn cho Gam Sport. Bây giờ đối phương muốn di chuyển ra khu vực hang rồng, phải đi ngang qua khu vực đường giữa không có trụ, đi qua khu vực đường dưới và không có cả trụ 1 lẫn trụ 2. Thì bây giờ chúng ta đang kiểm soát được đó là khu vực bù xanh của đối phương, rất nhiều mắt của Gam ở khu vực bù xanh của đối phương để có cái khoảng không gian và những vị tướng như là Rumble hay như Savannah khi bạn dùng chiếc sứ giả với rồng ấy sẽ rất là khó cho sứ giả với rồng hả? Lớn nữa cho Rainbow Seven là những vị tướng kiểu như là Syndra sẽ rất khó để thoát khỏi được những cái vòng vây kiểu như thông thường thì trong trường hợp này nếu mà phải đánh đổi nha, nếu như bắt buộc phải đánh đổi thì nên ưu tiên rồng. Như đã nói, Oddie gặp phải cái lò luyện đơn mang tên Kiya thì cũng rất khó để làm được gì lắm và anh ta đã phải cố gắng thoát ra. Đó là phải bắt buộc đánh đổi nha, chứ mà hiện tại Gam đang chủ động á mọi người. Nên Gam sẽ dùng những cái mục tiêu này để ép Gia Tranh. Chưa kịp nói nhưng mà vô cái thế đổi rồi. Đổi thì mình ăn được sứ giả. Hơn cũng được. Ăn được sứ giả xong rồi còn 2 trụ đường trên đó. Mà dồn con sứ giả này cho Emo lấy được 2 trụ luôn. Tại có 6 sâu mọi người. Mà dồn tiền cho Emo nha. Là ok. Với thật ra pha trao đổi tại vì hồi nãy nếu mà đổi rồng á thì Linh sẽ nghĩ theo cái hướng là mình áp lực về linh hồn rồng công nghệ nó cao mọi người. Và trước thời điểm mà cái đội hình hai món trang bị lớn đến từ Ngộ Không với lại con Ezreal á thì mình có thể mình ép được tiếp rồng 3, rồng 4. Bắt buộc cho tụi nó phải giao tranh đó. Còn bây giờ mà lấy được con sứ giả, lấy được trụ đường trên tạm thời trong khoảng thời gian ngắn thì mình vẫn đang rất là ok. Để làm sao để đảm bảo an toàn phía đằng sau thì nếu như mà Kiya của Levi làm tốt những cái mưa tên lửa kết hợp với những cú hơi thở của rồng ở dạng rồng đó thì không thể nào mà đối phương có thể chịu được cuộc sát thương nó cả. Bây giờ chúng ta đang có khoảng thời gian để thể tiếp tục gia tăng cái nguồn sức mạnh của mình. Đối phương mới chỉ là 2 rồng ở thứ 18 mà thôi. Vẫn còn thêm thời gian để cho Gam ở con rồng tiếp theo của bán đấu di chuyển ra cạnh. Lúc này vô chuẩn bị quýnh á. Quýnh Gam bây giờ quýnh giao tranh với lại bên phía của Rainbow Seven, cái tỷ lệ thắng là 65%. Một khoảng cách vô cùng lớn, một khoảng cách mà chắc chắn là vị tướng SU không hề vui tí xíu nào cả. Bên kia đấu kháng phép rồi. Ngày hôm qua Smith làm host khoai đã không vừa lên trên. Smith đang bị sấy vô cùng đau đớn. Anh ta vì 18 phút 2 đồ lớn. Kiya đang cố gắng đép trụ, ok cho nó trụ đi. Mình sẽ giả đâu? Sứ giả Levi cầm. Và Seo bị trụ bắn một phát cho nên ta còn tầm khoảng nửa cây máu. Cái thế di chuyển ra khu vực nửa cánh dưới đến từ Gasbox đang mở. Tại cái khúc này Emo cần phải được dùng tiền á. Còn đẩy tới trụ A luôn. Hay là một vị tướng nào khác thì ra chỉ số pha của ta không tốt. Đó là điều mà giúp cho ngày hôm nay khi mà Ezreal bắt đầu với lên phía của Seo thì chỉ số pha của ta đang tốt hơn rất là nhiều. 189 ở phút thứ 19 của ván đấu. Và lượng tiền đang hơn so với lại Seo chính là 1.300 tiền, coi như thành BF rồi. Đúng rồi, đang bị nhỉnh hơn là khá giữa hai xạ thủ. Và bây giờ thì khi mà không có trụ 2, đây là cái giá bạn phải trả. Rất là dễ dàng cho Gam di chuyển vào, kiểm soát bùa xanh của đối phương, cướp luôn bùa xanh từ Levi và tiếp tục bắt đầu ao. Levi đánh đồng khó chịu ha. 169 lính từ Levi rồi. Và nó có thêm một vấn đề nữa, Rainbow Seven rất khó trong cái việc là trao đổi mục tiêu nửa cánh trên để lấy nửa cánh dưới. Đây là điều cần để có thể nhắc tới, tại vì như thế này chúng ta xem có đúng một mình con Ezreal là một trong. Rồi bây giờ chờ mục tiêu ra thôi mọi người. Chờ mục tiêu ra và ép đánh. Kiểu đấu sĩ nhiều hơn tí xíu. Cho nên bắt buộc là phải căn bản là vẫn không đủ bắt sai lầm nha. Và thời gian sẽ không ủng hộ họ. Điều này sẽ bị cản trở của họ một khoảng thời gian. Lúc này thì bên phía của Gam vẫn đang mạnh hơn. Thì họ không thể nào đổi chắc được gì cả. 3.000 tiền là khoảng cách to. Trên 3.000 tiền. Nhưng cũng cần phải cẩn trọng đến từ Gam khi mà đối phương là đội hình của Combo rất là khỏe. Rồi Levi xuống bào xuống rồi. Đổi đoạt mình nãy sư dương mạng. Liên tục gây sự khó chịu cho nên Smith sẽ phải nằm xuống mà thôi. Rõ ràng là Levi giữ rồi để muốn cao flash. Nhưng rõ ràng Smith cũng biết điều đó và Smith không mất flash. Cái vấn đề là chỗ đó, Smith mất flash thì mất mạng. Đấy, đúng, anh ta quyết định là đổi flash lấy đổi mạng lấy flash thì mất mạng. Kiya dịch chuyển luôn đó chứ. Mất mạng chứ không mất lát. Tôi thích cái triết lý sống này của Smith, một cái lát đổi 300 đồng. Nó tương đối chất lượng dành cho 02 của Smith ở trong giai đoạn này. Và bây giờ Levi mà lái xe ra, anh ta sẽ lái xe ra cái trụ thứ hai khu vực đường giữa này. Oddie đang lựa góc nhưng cái góc này để xoáy thì không thể. Con sứ giả thì Linh vẫn sẽ vote để mà lấy trụ 2 bên cánh mọi người. Và khu vực đường dưới không có trụ 2 để phòng ngự. Tại vì cái trụ bên cánh nó cho nhiều tiền lắm. Emo đã lính vào cái đi phòng ngựa trụ thứ 3 chứ không phải là trụ 2 nữa rồi. Trời, vừa rồi mà Levi không nhường được điểm hạ gục cho Emo ha. Nhưng mà không sao, về nhà có 2 đồ lớn chuyền phản kích. Và đây là một Gam rất là lạ khi mà cái lối chơi macro vẫn thua về điểm hạ gục. Nhưng đây là hơn về trụ, hơn về chúng ta kiểm soát được sâu hay không. Mặc dù là thua rồng nha. Nhưng mà đến con rồng này tôi nghĩ rằng sẵn sàng ra cho tranh thôi. Cái vấn đề ở chỗ Gasbox cũng có một con rồng mà. Một con rồng 211 của Levi đúng không? Cái đó là cái điểm cần thiết. Ok, bạn có thể có được 2 con rồng nhưng con rồng cần thiết nhất. Con rồng biết lên trang bị thì nó đang khỏe quá. Một con rồng đã có được mặt nạ, đã có được Sojin. đầy đủ những lượng trang bị để giúp cho Levi có những cú khạc và nó cực kỳ đau đớn. Tôi nghĩ một cú khạc cánh của Gam bây giờ rất là ok. Emo khỏe quá trời. Yone hay là con Shinra đồ các thứ đi học lại. Lấy anh lượng kháng phép của anh ta cũng có vừa đủ mà thôi. Trong khi nãy Smith muốn thử đến từ bên phía của Rainbow Seven, chỉ đến từ Smith. 1-1 nhiều khi cũng đã không lại. Đội hình của họ thật ra không có chống chịu, đội hình của họ đội hình rất là nhiều sát thương và hiệu khống chế. Nhưng bây giờ thì Emo đẻ khu vực đường dưới, đang có người phòng ngự là Smith. Nhưng phải nhắc lại là Smith không có bất kỳ trang bị phòng ngự hay trang bị về giáp nào cả. Cho nên 1 vs 1 bây giờ thì Smith. Hai cánh của mình đang đẩy tốt quá. Một ván đấu ở trong giai đoạn hiện tại rõ ràng là ao về lượng tầm nhìn rất nhiều. Gazport họ đang cách biệt 4 cá tiền tròn luôn là đằng khác, và nó còn chưa kể đến cái trụ thứ hai của giữa cũng đang dần dần bị mất đi. Nó sẽ gọi là rút ngắn cái phạm vi farm của Seo lại. Seo từ nãy giờ phải đi đường giữa để có thể đẩy lính, mà có SU này bây giờ đẩy lính ít từ Lion bắt buộc phải sử dụng nút sao tam. Ôi, đó lại cái chủ đề của Seo. Seo bây giờ phải đẩy ở khu vực đường giữa, mà bây giờ nếu như anh ta không có trụ hai đường giữa nữa thì anh ta lại mệt hơn. Gì vậy? Muốn mở. Cố gắng nhảy, cố gắng tạo ra một điểm nhấn để tụi nó đi. Cơ hội đó đã bị giảm đi rất nhiều rồi. Đây là một góc tương đối chết nếu như mà mưa tên lửa của Kenny được sử dụng. Tên lửa đã trúng mọi thứ đang dùng của Levi. Levi anh ta né kỹ năng không được tốt lắm. Và vừa rồi thì Kenny đã kích hoạt được hết tất cả những trang bị của mình. Levi hết máu rồi, mất rồng. Trong thì đã ra, mà Levi thắp máu không có quái rừng để hồi phục lại, nhưng mà Gam đang nhảy vào Baron có vẻ như là hơi không khả thi lắm. Tại vì với lượng trang bị này thì ăn Baron chưa đủ đồ, cảm giác chưa đủ đồ. Không có từ phía của Gam. Như vậy là pha có tạm gọi là đây là cái điểm yếu nè mọi người. Cái kiểu như là cái khúc này thì cái khả năng team fight ở trong cái đội của phía Gam nó sẽ bị yếu. Đây là sai lầm nhỏ nhỏ từ Gam. Và giờ sẽ là thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Bây giờ họ chỉ đánh nó dựa trên trang bị nhịn hơn, dựa trên cái quay lính nhịn hơn nha. Ăn Baron. Như vậy hay nha, đối phương vừa cùng ánh sáng vừa rồi đã được bắn rồi. Không thấy gì cả. Nhưng bây giờ ồ không chạy ra không kịp. Bây giờ mới biết thì mọi thứ đã quá trễ. Ây da, Eleo nằm rồi. Làm sao lượm Baron. Nice. Bây giờ mới tới thì như hơi trễ và không còn. Gam đánh căng dữ vậy. Như vậy coi như thành công đi, bạn chấp nhận bỏ con rồng, bạn bỏ luôn. Baron này quan trọng á. Baron này để macro những cái đợt lính và sau đó lấy cái dàn trụ 2. Xong rồi mình sẽ dùng con Baron sau để mà giao tranh. Ui, nhưng mà bây giờ vẫn đang có cái cơ sở dành cho riêng của Rainbow Seven là họ đang kiểm soát ba đồng nguyên tố nè. Emo đánh rồi. Có dịch chuyển đến từ bên phía đối phương rồi. Tốc biến Q3 thành công dứt được. Ui, Emo. Và ai sẽ là người tiếp theo được chọn đây? Levi vẫn đang hỏa đồng chờ đợi cơ hội này. Lụm Kenny tốc biến lên, Levi cao mưa tên lửa lại ra cực kỳ đẹp. Easy Love tạt cánh ở phía bên trái và dứt điểm được Kenny. Nói như mày xin lỗi, còn chết. Nhưng vẫn đang là mạng đổi mạng. Seo chạy xuống đây chỉ là quá trễ rồi. Gazport thắng trong trận đấu giao tranh vừa rồi. Một pha mà Evo anh ta rất quyết đoán, tốc biến lên tích cận vào Oddy, dứt điểm thành công Oddy trong tình huống mà không thể thoát từ Oddy được nữa. Sát thương thì vẫn còn từ Levi nhưng để đẩy đến từ phía của Gam. Này, lấy được trụ 2 thôi em ơi. Giờ được 2 người sĩ tốc biến. Wow, wow. Gam đánh kìa. Tới 2 brom một màn hình. Nhưng rõ ràng chỉ với một Rumble Icon thôi thì cũng đủ để giúp cho Leo tạo ra một cái điểm nhấn cực kỳ lớn. Smith ở trong giai đoạn này một con Na sẵn sàng hỏa khổng lồ. Nhưng Gam đánh lão ta. Đó là hơn 7.000 tiền vượt trội đến từ phía Gam Esports rồi cho pha tấn công ở khu vực đường dưới rất quyết đoán đến từ Emo. Nó mở ra pha tấn công, mặc dù Easy Love bị hạ gục trước sát thương đến từ Shinra. Nhưng đây là pha rất quyết đoán của Emo. Và đây là Q3 chém bị trúng lốc xoáy. Một tình huống xử lý kỹ năng. Lốc Q3 chém. Chính xác đến từ Emo cho pha solo kill. Và tiếp tục khi mà Smith tới, khi mà Kenny tới, từng người cũng phải bị. Ui, Levi né ghê vậy. Ui, ghê vậy. Tụi Faker không chứ. Nhưng mà Levi thấy đối phương đã mất cho mình của tay yếu rồi thì chắc chắn phải bị tấn công mà thôi. Nice, thêm được 2 trụ mọi người. Trụ 2 đường giữa, trụ 3 đường dưới. Không sao, nhưng mà tôi thật sự vẫn ấn tượng với lại tình huống Emo vừa rồi. Isla cũng không ngờ tới mà. Không nghĩ tới. Nhưng tôi vẫn rất ấn tượng với tình huống solo giữa Emo bỏ đi một cuộc chiến mà không hề cân sức giữa Ngộ Không và Nhị Vinh Thần trong tình huống vừa rồi. Và người chiến thắng không ai khác chính là Emo. Với việc hạ gục được Oddy đồng nghĩa với việc không có một cú sấy đủ đẹp để giúp cho Rainbow Seven nhảy vào pha cho tranh thì Gazport hưởng cái tràn lên tấn công mà thôi. Và bây giờ thì đã là ngưỡng 3 trang bị để tôi chủ lực đến của Gam rồi. Levi với 3 trang bị, trong khi đó thì Emo và Easy Love cũng là 3 trang bị, những trang bị rất là đắt tiền đến từ của Easy Love, giúp số lượng gia tăng một cách cực kỳ đáng kể. Bên kia thì thật ra khả năng phòng ngự lính dưới trụ chỉ có mỗi Kenny mà thôi. Ezreal không phải là đối phòng ngự lính dưới trụ cách dễ dàng lắm. Đứng dưới thì đã mở ra trên phía của Gam rồi, nhưng vấn đề là còn 15 giây Baron sẽ hơi khó để tấn công công trình. Nhưng phải cần kiểm soát con rồng tiếp theo của ván đấu nha. 1 phút 40 giây nữa. Rồi không sao. Ok, chiêu này. Lấy trụ 2 thôi anh em ơi. Bây giờ đánh theo Mục tiêu ở trên bản đồ là mục tiêu cứng là trụ rồng hoặc là tài nguyên rừng của đối phương. Cảm mắt ok, đẩy thêm cái đặc lính ở đường giữa. Rồi chết bụi hai cái chiêu cuối này thì rình chúng tôi. Quá gam đánh kìa. Tập trung quá tuyệt đối. Phong độ cực kỳ cao, xử lý quá ác. Quả đời rất đẹp, nó đẩy cho Odysseus cũng như là thêm hỗ trợ đi ra và người. Gam đánh đắp thực sự luôn á anh em. Đánh rất là gọn, rất là clean. Nào vẫn đang cố gắng đẩy, chúng ta đang thấy BOV của Summit. Một người đang nằm xuống 2 lần trong một ván thi đấu và anh ta đang nỗ lực để có được cái công trình đánh nhà cho anh phiên bản Summit. Nhưng hình như là anh ta đang đánh trụ hơi lâu, đánh trụ thôi mới xa lắm, nhạc còn xa lắm anh Trung à. Nhưng cái quan trọng hơn hết là chúng ta vẫn thấy hành trình của Nam, một hành trình để nổ 2 cửa mega. Nhưng thật sự rất khó cho Smith ở trong tình huống này. Gần 10.000 vàng cho bên phía của Gavi Sport. Anh ta sợ. Hợp lý mà thôi. Quá cực khổ cho Smith. Còn tầm này thì bên phía này là hơi thở của rồng ở cái dạng như thế này và thêm cái là chắc là phải nữa. Cấm con rồng của Levi ha. Chắc chắn là phải sợ Hoa Hóa Sơn rồi, không thế nào bạn có thể đối chọi được những tình huống kiểu như thế này. Với cái lượng trang bị này bây giờ với khoảng cách là gần 8.000 tiền trên lệch. Mặc dù vẫn là đang thua về rồng, nhưng tôi đang không nghĩ ra cách nào trên phía Double 7 cả. Từ bây giờ với Gam đứng đợi thôi. Lion mục tiêu quá dễ ăn. Lion hổ nướng à. Elio cover tốt, ném cái rờ tốt. Levi bị đánh, có đồng đội hỗ trợ phía sau. Levi chết rồi, bộ không xoáy. Chết hết rồi, Imo tới hay không? Dạ, fan này đã mất đồng công nghệ rồi. Elio đã bị hạ gục. Và bỗng nhiên bên phía Gam họ lại bỏ lỡ pha giao tranh, nó đáng tiếc đến như thế. Imo Gam này quen thuộc hơn nè. Để xem là có muốn sử dụng được chiêu cuối trong counter. Nãy giờ đang clean lắm luôn á. Ai da. Rồi không sao, còn buồn lại Baron anh em ơi. Ăn được Baron 2 thì vẫn endgame được. Đây là một pha và linh hồn đồng điện giống như cái giật mũi thôi mà gì đâu. Thật ra mục tiêu vẫn rất là con ngang. Emo có di chuyển không? Những cái điều mày Emo không di chuyển ha. Chia ra đến từ bên phía của Gam Esports. Đánh khởi đầu cũng cảm giác ok, Zilot tóc biến né qua tăng kiểu yếu, bắn tới bắn lui trúng cái chiều cuối của Kenny chết. Nó không quay người trở lại, còn lóc xoáy lần 2. Căn bản là bị thiếu người thôi. Nếu như Emo tới kịp dọn dẹp tàn dư đến từ phía Resident thì câu chuyện sẽ khác. Nhưng đó là pha sai lầm khi mà cái nhịp phối hợp của họ vẫn chưa đủ người. Mấy thanh niên viewer chiêu dữ vậy, làm cho Bi đi coi giải. Tức là nếu như bên phía của Rainbow 7 mà họ có thể tạo ra một pha giao tranh mà họ thắng 5-5 thì lúc đó chúng ta có thể. Rồi bây giờ đang có 2 phương án cho bên phía của Gam, là dùng Comaron, Rosparon, 2 là để cho em Vinh đẩy đợt lính ở đường dưới. Em Vinh với con bà Yone bây giờ khỏe lắm. Ít nhất rằng cái lượng trang bị chúng ta vẫn nhỉnh hơn kỷ luật khi mà Easy Love Emo đang có lượng trang bị là ổn, tại vì bây giờ mái luôn. Rồi, con team ăn Baron đi. Em đẩy tới công chuyện rồi. Áp lực 2 cánh bên phía của Rainbow 7 sẽ lựa chọn bên cánh nào. Smith không dịch chuyển và về. Ai da da. Rồi sao? Kia da, kia da. 2 đánh 1 ở đường dưới, Smith bất ngờ chứ nè. Đẩy làm cho anh Kia tiếp cận, Levi lùi ra một nhịp. Chết mẹ mất đội tuyển thủ. Lấy cửa mega trước cái đã. Xong bên phía của Gam quay ngược trở lại vô Baron. Kenny đã về. Ok, thành công một cửa mega tiếp. Kenny đang muốn dí, anh ta muốn có thể bùng nổ sức mạnh mọi người của Emo nhưng cơ hội đang bị giảm đi khá nhiều rồi. Đã là mở được lên sức cấp ở khu vực đường dưới, như vậy là lên sức cấp được tràn vào cả 3 đường, một cơ hội Baron nó dễ dàng hơn xíu. Tiếp tục phải dùng cho mình ở chiêu cuối, kiếm tới nhìn đến từ phía của Seo, nhưng là họ là không di chuyển ra. Ezreal là vị tướng lính siêu cấp ăn rất là chậm đến từ phía của Rainbow 7. Lính đường trên rất là nhiều nha, hãy nhìn được lính khu vực đường trên đi, nếu như không phòng ngự lính vào chắc chắn bể nhà lính đến từ phía nhà lính bể rồi và bể chủ bảo vệ nhà chính. Và cái quan trọng hơn hết là giai đoạn này thật ra cũng chả còn cái gì để có thể trao đổi. Ông Gam đánh tới cái mức này, Linh thật sự rất là bất ngờ mọi người. Thật sự là mình đang thấy được Gam đánh là R7 phải đi tìm một cái gì đó hay là làm một cái gì đó. Kiểu như dáng dấp của những cái đội tuyển hàng đầu thế giới á. Từ phong độ cá nhân của người chơi cho đến cái quyết định shot call, cái cách tiếp cận trận đấu. Tôi đang thấy cái này nói thật nha, không phải là nịch nha. Rồi, đánh rất là ok, ý đồ rõ ràng. Đây, giờ xong rồi. Có nghĩa là sẽ là canh đồng thời điểm. ba người này ăn Baron đồng thời điểm với là hai người khu vực dưới xuất hiện cùng lúc. Rồi Baron hai thôi. Nếu như đối phương di chuyển ra Baron hai người thì hai vs hai mình sẽ thắng. Mình Bow Seven bị giết. Phương lộ diện nhiều ở khu vực dưới, thậm chí Odin lộ diện. Ây da, 4 thành viên của họ phải đứng nhấp ở đường dưới nhưng mà họ biết rằng họ phải đép cửa Mega nên con Baron hai này họ không đủ năng lực cạnh tranh. Họ tìm cơ hội để họ bắt lẻ một ai đó. Bow Seven nghĩ tới việc là họ thắng đồng thủ giao tranh. Bởi vì bạn muốn giao tranh nhưng đối phương không cho bạn cơ hội thì cũng sẽ rất khó. Nhà lính từ trên thì 25 giây, 30 giây không một đường giữa. Như vậy là nhà lính sẽ kịp hồi khi mà Gam tấn công lên đợt lính tiếp theo. Nhưng có một cái điều rằng chúng ta vẫn rất là dễ dàng khi đối phương đã không còn trụ nữa rồi. Thì lấy công trình là điều không khó với Gam thời điểm hiện tại. Nhưng làm thế nào để kết thúc ván đấu sẽ là điều mà Gam cần phải nghĩ tới. Họ có thể làm được điều đó, nó sẽ trong một vài trường hợp vẫn sẽ là khả năng đẩy của họ mà thôi. Cái quan trọng hết là em Vinh vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Imo. Rồi ok, Baron 2 cơ hội tuyệt vời cho bên phía của Gam để dứt điểm bán thi đấu này. Điều này sẽ giúp cho khả năng đẩy đến từ bên phía Gasport lại càng ngày càng khỏe hơn. Đồng ý là Rainbow Seven sẽ muốn tổ chức những pha đánh, nhưng nếu như Gasport họ nhận ra được vấn đề đó ngay. Đợi em Vinh đẩy thêm cái đợt lính ở đường dưới nữa nha. Mega đường trên bây giờ đã hồi. Hai nhà lính của phía Rainbow Seven sẽ làm cái mục tiêu để cho cái đợt đẩy này của phía của Gam nó có ý nghĩa hơn, có cái mục tiêu rõ ràng để có thể tấn công ở những cái nhà lính đang còn trơ trọi. Đang rất là chậm rãi đến từ phía của Gam nha. Hay đến từ Elio. Thậm chí là quay ngược trở lại. Ui nhờn. Ót đi nhót chưa. Số lượng người phòng thủ ngay khu vực này đang bị giảm đi rất nhiều. Xe một mình đứng chống cự của một nửa cánh trên. Summit đã bị chém liên tục và Imo lùi về với lượng máu vẫn còn đầy. Và vẫn sẽ là ba nhà lính mưa tên lửa được bung ra. Kenny đã bị kẹt lại, anh ta cần phải lùi. Xe cũng đang cần phải lùi. Summit đẩy lính chứ không phải đẩy người và anh ta đang phải bỏ chạy. Lion cũng đang tương tự như thế. Trụ về nhà chính đầu tiên là bị nhắm tới, đang bị chém liên tục và nhảy vào không mở. Không sao, Levi có đồng hồ end game. Nice. Thể nào bảo kê được Kenny và hãy nhìn Easy bay lên bắn có bị Gam đánh đội hình này ok quá. Và là 1-0 cho Gam Esports. Đối phương có 4 rồng, đối phương có rất nhiều điểm hạ gục, nhưng ta có nhà chính của đối phương cho foul tranh lính tràn vào rất là nhiều. Gam đánh trận này thì trừ một vài những cái tình huống mà Linh nói thì cá nhân Linh vẫn chấm cho bên phía của Gam 9 điểm rưỡi nha. Gam đánh quá đã, quá clean. Rồi nghỉ ngơi chút xíu coi trận 2 nha mọi người ha. Linh không biết là nên coi xuyên suốt luôn không, để làm một cái video thôi hay là làm thành hai cái video. Thôi chắc là làm thành hai cái video ha. Rồi ok, có gì mọi người coi, mọi người comment phía bên dưới cho Linh được biết với nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào ván 2.